Chào buổi sáng quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, công nghệ giáo dục 4.0 là một bước tiến hiện đại giúp giáo viên và học sinh chủ động hơn trong việc dạy và học. Và ứng dụng nổi bật nhất của giáo dục thời đại 4.0 tính đến thời điểm này chính là việc đưa công nghệ thực tế ảo vào giảng dạy. Nội dung thú vị này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong ít phút nữa. Còn bây giờ là một số tin tức trong tỉnh. Thưa quý vị, hôm qua 25 tháng 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh cùng với nhà tài trợ làm lễ khánh thành đưa vào sử dụng hai cây cầu giao thông nông thôn và trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Hai cây cầu được khánh thành đưa vào sử dụng lần này là cầu Phúc Điền 30 bắc qua rạch Dòng Ông, ấp 4 và cầu Phúc Điền 31 bắc qua kênh 5 rưỡi, ấp 19, xã Nguyễn Phích. Hai cây cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép, mặt cầu rộng 2m, chiều dài 23m. Tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu trên 167 triệu đồng. Toàn bộ chi phí xây dựng hai cây cầu do Đại Đức Thích Đức Dũng, phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc Ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động tài trợ. Dịp này, nhà tài trợ còn trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn hai ấp, mỗi suất gồm gạo, mì gói, các hiện vật khác, tổng giá trị các phần quà trên 10 triệu đồng. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 244 công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong đó có 35 công trình hoạt động kém hiệu quả, 67 công trình không hoạt động, chủ yếu là các công trình có quy mô công suất nhỏ dưới 50 mét khối một ngày đêm. Những công trình này chủ yếu do Ủy ban Nhân dân cấp xã và cộng đồng quản lý. Đây là các khu vực dân cư không tập trung, có điều kiện khó khăn về kinh tế xã hội, nhận thức của người dân về nước sạch còn hạn chế. Tiền nước thu được không đủ để bù đắp chi phí quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình, dẫn đến công trình xuống cấp, hư hỏng và ngừng hoạt động. Đây là hiện trạng công trình nước sinh hoạt nông thôn chết yểu tại xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. Đưa vào sử dụng được 2 năm, đến khoảng năm 2011-2012, công trình ngưng hoạt động. Đến năm 2019, người dân yêu cầu tháo dỡ để đảm bảo an toàn. Hiện nay công trình tại ấp Kinh Ngang chỉ còn trơ 4 trụ nước sắt, minh chứng cho một sự đầu tư có vấn đề không hiệu quả. Sau khi được tháo dỡ, hệ thống bơm nước nối trực tiếp xuống mạch nước ngầm đến nay vẫn chưa được ngành chuyên môn xử lý. Cái chừng năm ngoài 2 năm, bắt đầu nó hư rồi sửa, tới chưa lui hoài, hư riết rồi dân xài không được, rồi bắt đầu thời gian nó bỏ luôn. Không có xài, rồi lắp luôn, riết rồi hàng năm rồi đâu ai xài, nó cứ bỏ riết, đổ một trơn vậy. Cầu quản lý thì dễ thôi, bây giờ nhà nước giao cho cái chủ nào gì giữ được thì gom tiền để thu lại xài đang đóng điện. Còn chủ nào gom không đủ tiền thì ta bỏ, người ta nghỉ tới chỗ khác hoài, tới vậy đó. Hiện trạng tương tự tại công trình cấp nước nông thôn ấp Cây Khế, Minh Điền cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. Năm 2007, công trình phải khoan sâu hơn 240 mét. Năm 2007, nước sinh hoạt được đưa đến bà con tại địa bàn. Thời điểm ban đầu, có 3 cá nhân được phân công trực quản lý trạm nước. Dần dần, chỉ còn một người trực tiếp gắn đồng hồ, thu tiền, kéo nước về cho bà con tại ấp. Không có chuyên môn, trạm nước sinh hoạt mở rộng có thời điểm hơn 100 hộ sử dụng. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu nước cấp cho bà con, trạm xuống cấp, chậm sửa chữa. Đến năm 2013-2014 thì ngưng hoạt động, hộ ông Trần Tấn Lợi cho mượn đất để xây công trình trên. Đến năm 2002, gia đình ông Lợi cũng đề nghị dỡ trạm vì nguy cơ đổ ngã do đài nước đã bị oxy hóa. Quản lý thì là nói đúng ra là dỡ là do cái ông xã, ông quan tâm. Cái thứ hai nữa là cái ông mà trực tiếp quản lý này á, ổng không có lương, ổng cũng tìm kiếm làm sao có kiếm chút đỉnh xài, thành ra ổng mở giết rồi cấp không nổi. Trạm nước tại ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi được đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2010. Đến nay, trạm được ông Nguyễn Chí Thanh, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và gia đình duy trì việc vận hành, cung cấp nước cho hơn 60 hộ dân tại ấp. Hiện nay, hệ thống đường ống hơn 3.000 mét đã hư nhiều đoạn. Các hạng mục của trạm nước như bể lọc, bộ điều khiển cũng đã hư hỏng.
nguồn nước cung cấp đến người dân là nước sinh hoạt không qua xử lý. Trụ nước cũng bong tróc xuống cấp nên việc kiểm tra duy tu mang nhiều rủi ro nguy hiểm, không có người dám nhận sửa chữa gia cố. Trở thành người quản lý trạm hơn 2 năm nay, ông Thanh là người thứ ba nhận nhiệm vụ này. Năm 2022, bồn nước cũ sau thời gian sử dụng cũng hư hỏng. Phó chủ tịch xã kiêm quản lý trạm nước vận động người dân tại ấp đóng góp mua bồn mới để hoạt động cấp nước được thông suốt. Do cho ông ấp cũng như là ông thu tiền trong dân, ông sửa chữa, ông tự thu rồi ông đóng điện, rồi ông tự chi trong đó thôi chứ nhà nước cũng không có đầu tư vô. Thì quá trình sử dụng thì cũng quá nhiều giai đoạn, hiện nay cũng gia đình cũng đang quản lý, nhưng mà chủ yếu là để mà khi những cái nước, cái bồn nước hư gì đó, hoặc là cái bơm nước nó hư đó, thì cũng mình họp dân mấy bà con mình đang xài nước đó, mình hùng nhau để mình mua ống thôi chứ thật sự thì cũng, ở trên cũng không có đầu tư gì cái nước này. Việc giao cho một người dân cá nhân quản lý rất khó khăn do không nắm kỹ thuật. Ngoài ra, cũng không có quy định cụ thể nên không xử lý được các trường hợp vi phạm gây hư hỏng công trình nước. Hiện nay, tại xã Quách Phẩm Bắc có 3 trạm nước tập trung do xã và người dân quản lý. Trong đó, trạm Kinh Ngang, ấp Cây Kèo, Minh Điền Cũ đều đã hư hỏng ngưng hoạt động. Riêng trạm nước ấp Nhà Dài phục vụ không đảm bảo. Thực tế đã qua có những công trình nước sạch nông thôn ngưng hoạt động, rất cần có biện pháp xử lý để bảo vệ mạch nước ngầm. Cũng có những công trình còn hoạt động cầm chừng, rất cần được duy tu sửa chữa. Nhu cầu nước sinh hoạt là yêu cầu thiết yếu của người dân và với những công trình đang vận hành, rất cần sự quan tâm điều chỉnh từ khâu quản lý cũng như nâng cấp để đảm bảo hiệu quả dài lâu và tránh tình trạng hư hỏng, ngưng hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của bà con. Hiện nay, huyện Ngọc Hiển có 10 km kè ở cả biển Tây và biển Đông được xây dựng kiên cố nhằm bảo vệ các tuyến đê biển, diện tích rừng phòng hộ xung yếu trên địa bàn. Còn khoảng 77 km bờ biển chưa được xây dựng kè chắn sóng. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, sạt lở thường xuyên xảy ra ở cả bờ biển Đông và biển Tây, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân. Nguyên nhân gây ra sạt lở là do tác động của sóng, gió và thủy triều, dòng chảy mạnh làm xói lở đất. Trong khi đó, hệ thống đê biển của huyện vẫn chưa được cứng hóa toàn tuyến. Một số đoạn trên đê biển Tây vẫn là đê đất, còn phía biển Đông chưa hình thành tuyến đê biển. Để ứng phó với sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, huyện Ngọc Hiển trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến bờ kè nhằm chắn sóng, hạn chế sạt lở bờ biển. Ngoài ra, những khu vực có nguy cơ sạt lở cao được ngành chức năng cấm biển cảnh báo và sơ tán khẩn cấp người, tài sản nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Toàn huyện Ngọc Hiển hiện có trên 1.300 hectare diện tích nuôi sò huyết thương phẩm xen canh trong vuông tôm. Năm 2023 sẽ nhân rộng thêm khoảng 700 hectare cho các hộ nuôi trên địa bàn huyện. Mô hình nuôi sò huyết phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao nên được người dân áp dụng rộng rãi. Đa phần các hộ nuôi lựa chọn con giống chất lượng tại những cơ sở có uy tín và đầu tư ao nuôi, cải tiến kỹ thuật nuôi sò huyết theo hướng dẫn của ngành chuyên môn để chủ nuôi đạt năng suất. Sò huyết giống có kích cỡ từ 800 đến 1.000 con một ký, thả nuôi khoảng từ 7 đến 9 tháng cho thu hoạch tỉa thưa. Sò huyết thương phẩm đạt trọng lượng 80 con một ký, có giá 150 đồng một ký. Mỗi vụ nuôi, người dân thu lợi nhuận từ 40 đến 60 triệu đồng. Theo các hộ nuôi, mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm không ảnh hưởng đến các đối tượng nuôi khác trên cùng diện tích và nâng cao thu nhập hiệu quả cho các hộ nuôi. Liên quan đến vụ chặt hạ 125 cây rừng tại tiểu khu 792 thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Hơ Đe, huyện Công Chơ Rô, tỉnh Gia Lai, hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, xác định đối tượng vi phạm và hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Hơ Đe, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện tại tiểu khu 792 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Ró, huyện Công Chơ Ho, hàng trăm cây gỗ bị cưa hạ. Kiểm đếm tại hiện trường có 149 cây gỗ gồm các chủng loại bằng lăng, căm xe, xương cá bị cưa hạ trái phép. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 32 mét khối.
phần lớn gỗ đã được tẩu tán, chỉ còn lại bìa gỗ, cành nhánh cây. Căn cứ vào các dấu vết hiện trường cho thấy, dù việc đã diễn ra trong thời gian khá dài, số lượng cây bị cưa hạ rất lớn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được đối tượng vi phạm là người tại địa phương, việc cưa hạ cây để lấy gỗ làm nhà. Số gỗ tan vật mà các đối tượng mang về nhà cũng đã được xác định. Trong vụ việc này, có thể thấy chủ rừng đã buông lỏng quản lý, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, khiến rừng bị xâm hại nặng nề. Thưa quý vị, phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với đồn biên phòng Pa Thơm vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ tại khu vực mốc 106 tuyến biên giới Việt Nam-Lào khi đang di chuyển mang theo ba lô chứa 7 bánh heroin, trọng lượng khoảng 2,5 kg, 1 kg ma túy đá, một súng tự chế, một dao nhọn, 3 điện thoại di động. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận là Quang Văn Dương sinh năm 1967, Cà Văn Tướng sinh năm 1978, Cà Văn Tiến sinh năm 1986, cả ba cùng trú tại tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên của Cà Văn Tướng mua của đối tượng không rõ danh tính bên Lào với giá 70 triệu đồng một bánh heroin, 100 triệu đồng một ký ma túy đá với mục đích mang về bán lẻ kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hoàn tất hồ sơ khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, thư giãn.